sau khi nó tặng tự do anh vô đây nói là đứng dưới đất nhìn không thấy con mẹ gì hết, phải đi bay lên trời nhìn xuống đúng nó mới đã. Mình ra cho đi đèn đèn lên kịch tăng bị bay bỏ cây vô nghe em hôn chứ anh nghe đúng không to go, 'cause I am happy.